Mình chào khán giả ngày hôm nay giờ sáng giờ mình thể đây mình chuẩn bị mấy chị em chuẩn bị rồi giờ mình ngồi mình dùng cháo rồi chút nữa mấy ca hát karaoke quay lên cho khán giả mình xem cho vui nha. Mời cả nhà dùng cháo gà nha. Kiểm bún cháo gà với xào lạp sữa. Mời cả nhà hết nha. Mời lại anh đi. Anh không biết uống rượu. Bữa nay nhắn cầu. Về nhắn đi theo anh kia luôn. Quay né ba ông già này ra để đưa lên mạng trái mạng nè. Trái gì phải có cái có này có kia. Ngồi đi chị Nắng. Cũng cảm ơn cậu quá em, phải có vậy mới có cái so sánh. Đồ ăn. Này cái món này. Dạ. Mà khán giả mình cái này đi. Cũng ngủ chơi nha. Rồi bây giờ chị em mình ăn. Hay lên má thành không có bỏ đường gì chị bỏ không. Bỏ cái gì. Rồi tiêu rồi chúc sức khỏe chị nha. Cái đó rồi cái phim nữa hả? Ngon lắm. Nói vậy chứ mấy chị cũng phải tin gì duyên nợ chứ. Chứ mình là con người mình có sự hiểu biết mà bây giờ mình mới hiểu chứ hồi tòa thanh niên đi chơi thì sao biết được cái gì. Nó rồi tay nhận tôi vậy mà lên chị mùi bữa chị đưa qua bộ đồ cho ông tám tọa đưa tôi mặc vô là đi mặc thôi mặc nó trùng trùng
đúng rồi, chị vợ có con Phượng chị á, Phượng chị dễ thương lắm nha. Ủa Phượng em chứ, Phượng em chính Phượng là Phượng chị. Từ công nghệ vi sinh Nhật Bản, chủng men Nhật L137 được